Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Thời sự pháp luật của FDVN. Hôm nay chúng ta cùng trao đổi một vấn đề giữa ranh giới của luật pháp, nghệ thuật, chuẩn mực cộng đồng và cách mà chúng ta đối diện với sự cô đơn của chính mình hay nỗi cô đơn của những người chúng ta muốn thấu hiểu. Khi Sơn Tùng MTP bị đấu tố vì một tác phẩm nghệ thuật, phe phẫn nộ thì bảo kích động bạo lực, cố suy tiêu cực, phe ủng hộ thì viện dẫn các pha tử tử trong chuyện Kiều Lão Hạc và những cái ác trong tấm cám để lập luận. Một bên cho rằng nghệ thuật nhưng không được tiêu cực, một bên cho rằng nghệ thuật phải để cho liên tưởng suy luận cảm thấu chứ không trần trụi nhìn vào một cú nhảy lầu. Chúng tôi thì thấy MV There's No One At All có nhiều huống cảnh có thể thấy ở trong phim Joker, và khi nghe xem một tác phẩm âm nhạc, chúng ta nên để mình cô đơn với tác phẩm. Nếu không, những bộ phim như Joker sẽ không bao giờ có thể xuất hiện, bạo lực và cô đơn sẽ ẩn chứa trong đâu đó, mãi mãi khổ đau và hủy hoại cuộc sống này. Chết chóc, tiêu cực, hủy hoại, bi kịch. Nếu cho rằng mấy hình ảnh lướt qua hơn 3 phút đồng hồ ở trong There's No One At All có thể gây ra nguy hại cho xã hội, có thể chúng ta đang quá cô đơn, đau khổ và bất lực vì chúng ta không đủ vững vàng để che chở cho con trẻ trong gia đình của mình, không đủ yêu thương và thấu hiểu về các nỗi cô đơn, và chúng ta lo sợ một bài hát, một tác phẩm nghệ thuật có thể mang mọi nỗi tiêu cực xâm lấn, hủy hoại những ai mà chúng ta đang yêu thương, những gì mà chúng ta đang gìn giữ. Vậy, điều gì làm cho một bộ phận xã hội cuống cuồng lên vì một cảnh nhảy lầu đến như vậy? Phải chăng là gần đây do có những sự kiện nhảy lầu làm chấn động lương tâm, làm thức tỉnh chúng ta, làm chúng ta sợ hãi? Chúng ta nhìn lại mình và thấy những khoảng trống mênh mông về nỗi vô tâm của chính mình, sự hợi hợt với những người ta yêu thương, từ đó tâm hồn mỏng manh chúng ta trở nên quá nhạy cảm và đầy sợ hãi. Những bi kịch của xã hội có từ trước khi There's No One At All xuất hiện, và một bộ phận lớn chúng ta cuồng nộ và đấu tố, ném đá và tẩy chay điều mà thực tế nó đã có từ trước, bị dồn nén vào một sáng tạo nghệ thuật của một nghệ sĩ, liệu có công bằng hay không? Pháp luật cấm lưu hành một tác phẩm tiêu cực độc hại như thế nào? Khi MV There's No One At All của Sơn Tùng MTP bị một bộ phận cộng đồng mạng đấu tố và tẩy chay, liền sau đó có một số cơ quan quản lý đã vào cuộc để xử lý. Chiều ngày 29 tháng 4, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Cục đã gửi yêu cầu cho Hugo ngăn chặn MV này. Ông Phúc cho biết Cục này cũng đã đề nghị các nền tảng khác không được đăng tải MV này. Cùng chiều, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã có thư mời Nguyễn Thanh Tùng, nghệ danh Sơn Tùng MTP, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc There's No One At All. Ngay cùng lúc, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm ghi hình There's No One At All trên môi trường mạng. Theo đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục, với nhiều cảnh đổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là đối với trẻ em. Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác và phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Tại nghị định số 144 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đề nghị ngay lập tức phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này và đề nghị xử lý hành vi của các tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm ghi hình theo quy định. Vâng, theo nguyên văn điều 3 nghị định số 144/2020 của Chính phủ có quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn gồm những nội dung bị cấm sau đây. Thứ nhất, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Xuyên tạc lịch sử độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. 3. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại. 4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Ở đây, các cơ quan có thẩm quyền có thể đang tập trung vào quy định cấm tại khoản 4 điều 3 của nghị định 144/2020 của Chính phủ để xử lý đối với trường hợp của Sơn Tùng MTP, và vấn đề này đặt ra những hình ảnh, từ ngữ, phương tiện biểu đạt cụ thể như thế nào thì được xem là tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý của xã hội. Những cảnh đánh nhau, đập phá hay nhảy lầu từ tiền lệ vụ việc của Sơn Tùng MTP từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ được xuất hiện trong các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, kịch hay sao? Hiện nay, chiều ngày 29 tháng 4, Sơn Tùng MTP cũng đã giải bày và lên tiếng về sự kiện này như sau. MV được lấy ý tưởng từ chính những giai điệu, ca từ và tinh thần của bài hát mà Tùng viết ra. Xuyên suốt MV là hình ảnh của một đứa bé không gia đình, không bạn bè nhưng luôn tin vào một ngày nào đó sẽ được bù đắp, được thương yêu, được quan tâm như bao đứa trẻ khác. Chủ đích của việc xây dựng hình ảnh này, Tùng mong muốn thông qua MV có thể truyền tải thông điệp hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu về yêu thương che chở và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn. Bên cạnh đấy, Tùng cũng muốn được chia sẻ sự đồng cảm của mình đến với những mảnh đời bất hạnh đang ở ngoài kia, rằng bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người cũng giống như bạn.
Trong nghệ thuật sẽ luôn có những ẩn ý ở từng cảnh, thậm chí là chiều sâu nội tâm đến khó hiểu của nhân vật mà mỗi một người nghệ sĩ hay người sáng tạo muốn khán giả của mình cảm nhận. Tuy nhiên, sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây, Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty MTV Entertainment mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy, Tùng và công ty với tinh thần cầu thị lắng nghe sẽ chủ động ngưng phát hành MV There's No One At All. Hiện nay, trên nền tảng YouTube, MV không còn xuất hiện trong phạm vi quốc gia Việt Nam, nhưng có thể MV vẫn sẽ được xem và xuất hiện ở những quốc gia khác. Vấn đề là cách hiểu của các cơ quan có thẩm quyền cho rằng MV There's No One At All đã vi phạm theo quy định tại khoản 4 điều 3 của Nghị định 144/2020 của Chính phủ. Và với vi phạm trên thì Sơn Tùng MTP có thể bị xử phạt theo quy định tại điều 13 Nghị định số 38/2021 của Chính phủ, cụ thể là với hành vi lưu hành MV trên. Ngoài ra, còn có những chế tài xử phạt khác có thể được xem xét liên quan đến việc phát hành MV này. Thứ nhất, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: A. Lưu hành bản ghi âm ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo quy định. B. Lưu hành bản ghi âm ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm ghi hình đã nộp lưu chiểu. Thứ hai, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: A. Lưu hành bản ghi âm ghi hình đã có quyết định đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. B. Lưu hành bản ghi âm ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thứ ba, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành bản ghi âm ghi hình có nội dung kích động bạo lực, sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe, cộng đồng và tâm lý xã hội. Ngoài ra, phía bị cho là vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với hình thức buộc tháo dỡ bản ghi âm ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số, và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Như vậy, không chỉ là ngưng phát hành trong phạm vi Việt Nam, mà nếu MV được xác định là vi phạm thì sẽ buộc tháo gỡ hoàn toàn trên môi trường mạng. Có ai đứng cạnh nỗi cô đơn? Từ những hình ảnh của MV There's No One At All, chúng tôi liên tưởng đến một thành phố Gotham đầy dẫy tội ác và bi kịch trong bộ phim Joker. Nhưng khi nào phim ảnh nghệ thuật được xem là phim ảnh nghệ thuật? Khi nào nghệ thuật được xem là những giá trị tiêu cực độc hại, không cần suy nghĩ và cảm nhận? Câu hỏi này cũng khó trả lời, nhưng cũng dễ trả lời. Vì khi cần thì chết chóc tự tử là nghệ thuật, nhưng cũng khi cần xử lý trong sự cuồng nộ của dư luận thì đó chính là sự độc hại. Trong khi chúng ta thường được giảng rằng nghệ thuật hiện thực phải bắt nguồn từ cuộc sống. Đến đây tạm gác lại làn ranh giới mong manh không cụ thể của các tiêu chuẩn về đạo đức nghệ thuật không được luật hóa. Chúng ta quay trở lại với nỗi cô đơn của chúng ta, nỗi cô đơn không có ai ở bên cạnh. Bạn đừng lo, Sơn Tùng MTP với hàng triệu fan, anh ấy không cô đơn. Vì khi MV gặp phải sự phẫn nộ, nhiều người đã và đang ở cạnh anh ấy, chứ không phải There's No One At All. Nỗi lo không có ai đôi khi phải là bạn và tôi. Chợt một lúc nào đó chúng ta cô đơn, liệu có còn ai bên cạnh? Nỗi cô đơn của những người chúng ta yêu thương khi nào xuất hiện? Liệu chúng ta có ở cạnh những gì mà chúng ta đang yêu thương? Sự bất lực của nhiều người, nhiều sự cô đơn, nhiều lỗi lầm và nhiều nỗi sợ chờ một sự kiện về một cú nhảy lầu trong MV của Sơn Tùng MTP để được dịp nổ tung ra. Nào là giao giảng về đạo đức, về những điều tiêu cực, nào là giao giảng về lòng thương, lương tri, nào là bi kịch của xã hội. Tất cả không do Sơn Tùng MTP tạo ra, có chăng Sơn Tùng MTP đang phản ánh điều đó, đang chạm vào nỗi đau thống khổ của những tâm hồn cô đơn không có ai ở cạnh. Và nhiều người muốn Sơn Tùng MTP bị trừng phạt vì hoạt động nghệ thuật để che chở vất vát cho nỗi cô đơn không được vỗ về của mình. Như các bạn đã thấy, sự mong manh của các quy định pháp luật có thể dẫn đến một tác phẩm nghệ thuật bị xử lý mà có thể chưa đủ sự cụ thể, sự đánh giá như thế nào là vi phạm. Nếu không muốn tiền lệ vụ Sơn Tùng MTP sẽ lặp lại trong các sáng tác khác, có lẽ chúng ta cần phải hoàn thiện các quy định để xác lập rõ cái gì nghệ sĩ được tưởng tượng sáng tạo, cái gì không được làm, và từ đó biết nuôi dưỡng và chấp cánh cho mọi sáng tạo. Chúng ta không thể lấy bi kịch từ xã hội có thật nào đó rồi cho rằng đều là thành phố Gotham. Chúng ta cần nhìn vào những thành phố Gotham để mà thức tỉnh chúng ta, làm cho các bi kịch trong nghệ thuật không tồn tại ở đời thực. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Nếu không thì cô đơn sẽ không có ai ở cạnh chúng ta và những người mà chúng ta yêu thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem kênh Thời sự pháp luật của FDVN. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau trên kênh của luật sư FDVN.